Chào các bạn Cherish. Dạo này mỗi lần mình đăng video lên YouTube hay đăng ảnh lên Instagram lại có nhiều bình luận là chị ơi tóc chị đẹp quá, chị ơi makeup chị xinh quá. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạo này chắc do mình xem nhiều video makeup trên YouTube nên chỉnh makeup của mình đã lên, còn tóc đẹp thì tất cả là nhỏ Dyson Airwrap. Vì thế nên hôm nay Hay sẽ vừa review Dyson Airwrap vừa giới thiệu cho các bạn ba kiểu tóc có thể làm bằng Dyson Airwrap nhé. Chị ơi, kiểu tóc của chị tên là gì ạ? Trước hết, tóc Harry không phải là tóc bàn mà là kiểu tóc layered có nhiều tầng. Kiểu tóc này tên là layered cut. Tóc bàn thì rất là đẹp và nếu các bạn thực sự hợp với tóc bàn thì trông sẽ xinh và ngây thơ. Nhưng vì tóc hai bên là tóc bàn nên sẽ không giúp khuôn mặt trông nhỏ hơn được. Kiểu tóc này nếu không cẩn thận có thể khiến khuôn mặt của bạn trông to hơn. Và nếu bạn nào có màu tóc đen giống Harry thì thỉnh thoảng trông sẽ giống ma và trông hơi ngột ngạt nữa. Harry thích tóc layer nhiều tầng có thể giúp khuôn mặt thân cận hơn và trông lộng lẫy hơn. Và tóc phải có một vài tầng thì khi dùng máy làm tóc trông mới đẹp và lộng lẫy hơn. Và quận tôi ở Hàn Quốc có kiểu tóc gọi là face line cut và side bang. Nếu cắt tóc bên cạnh theo đường nét khuôn mặt thì tóc sẽ bao quanh ở khuôn mặt một cách tự nhiên. Dạo này hai kiểu tóc này thực sự rất hot tại Hàn Quốc tại vì nó làm hình ảnh khuôn mặt đẹp hơn. Những kiểu cắt face line cut hoặc là side bang này cũng là kiểu tạo tầng này, cũng có coi nó cũng thuộc dạng layered cut. Giới thiệu Dyson Airwrap. Nếu các bạn vào trang chủ của Dyson, các bạn sẽ thấy nó có hai phiên bản. Một phiên bản là phiên bản gốc và một phiên bản có trục xoáy xoăn dài để các bạn tóc dài sử dụng dễ dàng hơn. Vì tóc mình dài nên mình đã mua phiên bản trục xoáy xoăn dài. Có tất cả 5 loại trục xoáy xoăn và lược, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng nhé. Trước hết, nếu lắp cái này vào phía trước, có thể sử dụng nó làm máy sấy. Có 3 mức độ mạnh của gió, nhiệt độ của gió cũng có thể được điều chỉnh ở 3 mức độ. Trước khi Airwrap ra mắt, máy sấy Dyson Supersonic đã khá nổi tiếng và không lâu sau đó, chiếc Airwrap đã được đưa ra thị trường. Airwrap có bao gồm cả chức năng sấy tóc như này. Nên những bạn muốn mua máy sấy của Dyson, thay vì mua Supersonic, mình khuyên các bạn hãy thêm chút tiền và mua Airwrap nhé. Do của nó rất mạnh nên tóc khô cực nhanh. Với công nghệ riêng của Dyson, mức độ gió vô cùng đều và mềm mại. Tóc cũng ít bị hút tổn hơn các máy sấy bình thường khác. Phiên của nó không nhỏ. Sau khi tóc khô khoảng 80%, mình lắp lược vào phần phía trước của Dyson. Kiểu tóc đầu tiên mình cho các bạn xem là kiểu tóc C-curl đơn giản, nhẹ nhàng. Chải tóc rời thẳng xuống thành một hàng và chỉ cần quấn phần đuôi tóc vào bên trong thôi. Rất đơn giản đúng không? Làm toàn bộ tóc chưa mất đến 5 phút. Kiểu tóc này là kiểu tóc đơn giản làm cho những ngày chị ở nhà. Kiểu tóc thứ hai là kiểu tóc dạo gần đây ngày nào mình cũng làm. Kiểu tóc tạo độ phồng bồng bềnh lộng lẫy. Nếu bạn muốn uốn tóc xoăn nhiều lợn, có thể dùng trục xoáy xoăn lợn nhỏ. Còn bạn nào muốn lợn xoăn tự nhiên, có thể dùng trục xoáy xoăn lợn lớn nhé. Vì mình thích cảm giác tự nhiên nên mình chủ yếu dùng trục xoáy xoăn lợn lớn này. Hai cái này là một set. Khi uốn tóc sang bên trái thì dùng cái này. Khi uốn tóc sang bên phải thì dùng cái này. Chỉ cần để nó ở gần tóc thôi là tóc sẽ tự động quấn theo. Thực sự rất dễ và kể cả những bạn không khéo léo cũng có thể làm được. Mình uốn tóc bằng gió nóng khoảng 5 giây. Sau đó mình cố định tóc bằng gió lạnh trong khoảng 3 giây. Nếu dùng nút này có thể đổi nhiệt độ của gió từ gió nóng sang gió lạnh.
có một thuyết mà anh thợ cắt tóc đã bọn mình cho mình biết gần đây là khi muốn làm kiểu tóc tự nhiên hơn thì chúng mình không nên uốn toàn bộ tóc mà chỉ cần uốn tóc bên ngoài, giữ nguyên tóc bên trong thì sẽ có được kiểu tóc đẹp hơn. Vì thế nên mình chủ yếu uốn tóc ở bên ngoài thôi. Khi uốn tóc ở bên đối diện, mình thay đổi trực xoáy xoăn. Nó quá dễ và thú vị. Dạo này mình gội đầu chỉ để uốn tóc bằng Airwrap đấy. Airwrap không uốn tóc bằng nhiệt như các máy làm tóc khác mà uốn tóc bằng gió nên tóc mình không hề bị khô. Chỉ cần làm thế này thôi trông cũng đẹp, nhưng điểm đáng chú ý của kiểu tóc này là phần tóc hai bên mạng để xõa tự nhiên. Mình đổi trực xoáy xoăn thành lực cuốn rồi hất tóc tự nhiên từ phía trước sang hai bên. Làm thế này sẽ tạo độ phồng phía trước và tóc sẽ ôm lấy khuôn mặt một cách tự nhiên nên mặt trông sẽ xinh hơn. Man, I really love to play. And now that I won, then it's safe to say. Với những chỗ trông thiếu độ phồng, các bạn có thể lấp trực xoáy xoăn vào và uống một chút với gió nóng là sẽ tạo được độ phồng ngay. Cuối cùng, mình thoa dầu dưỡng tóc mình đang dùng 10 năm này là xong. Kiểu tóc cuối cùng là kiểu tóc uốn sử dụng trực xoáy xoăn lợn nhỏ. Nếu dùng trực xoáy xoăn lợn nhỏ, lợn càng nhỏ thì độ duy trì càng lâu, nên trong những ngày muốn duy trì độ phồng của tóc thật lâu, mình dùng trực xoáy xoăn lợn nhỏ này. Trong nó nhiều lần xoăn và phồng hơn so với khi dùng trực xoáy xoăn lợn lớn đúng không? Chắc các bạn cũng biết là các sản phẩm của Dyson rất đắt. Thực ra sản phẩm Airwrap này cũng có giá tới gần 700.000 won, khoảng 14 triệu Việt Nam đồng. Trước khi mua mình cũng đã suy nghĩ có nên mua không rất nhiều vì máy làm tóc thì tầm 700.000 won. Nhưng mà sau khi sử dụng xong mình thấy hài lòng đến mức không hề thấy phí 700.000 won một tẹo nào. Không phải mình nói dối mà tóc làm bằng Dyson trông đẹp hơn rất nhiều so với tóc làm ở tiệm. Và ưu điểm lớn nhất của Airwrap như Harry cũng vừa nói đó là nó không trực tiếp uốn tóc bằng nhiệt mà cố định tóc bằng gió, nên sau khi làm tóc xong tóc rất ấm và bóng. Sau khi mua Dyson xong mình bán hết tóc cả máy làm tóc, mấy sợi tóc mình đã dùng. Cho tới giờ mình chỉ nói tới ưu điểm thôi. Nhược điểm của nó chỉ có duy nhất một điều là giá cả. Nhưng so với hiệu suất và kết quả tuyệt vời Airwrap mang lại, mình nghĩ giá này cũng không tệ. Ok, nếu các bạn đã thích video review của ngày hôm nay thì đừng quên thích và subscribe.